Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Đào đi lên trên cái giường ở trên cái farm của Đào chơi. Thì cái video update hồi trước đó thì Đào nói về cái cây Black Sapote á. Có một người vô nói với bạn là Black Sapote là cái cây sô cô la. Thì cũng có người hỏi giống như là cái tháng nào mà nó có bông với có trái. Thì Đào nghĩ là tại không có lên trên đây thường xuyên á, thì chắc khoảng chừng 2 tháng trước á nó bắt đầu nó có bông, rồi bây giờ thì giống như cái mùa này là ở đây ở bên Perth hiện giờ là tháng ngày 3 tới tháng 3 hay 4 tới tháng 3 gì đó. Bữa nào Đào không có đi làm không biết ngày nữa. Vậy nó là bữa nay đi ha, hiện giờ tháng 3. Thì cái cây này á nó rất là tốt cái mùa này. Lại cho coi. Thì mình thấy cái cây nhỏ như vậy đây. Thì nó đang có trái rồi. Còn cái cây ở bên đây nó cũng có trái. Cái này cũng hai ba, chắc đầu nghĩ cũng 2 3 tháng sau á, cái trái nó mới bự. Khi mà nó bự rồi á, nó chín rồi nó phải mềm, với lại nó phải rất là mềm mà nó đen á, mới ăn được. Tại vì trong gia đình của Đào á, có ba của Đào với mẹ của Đào á, có một lần ăn cái trái nó hơi vàng vàng á, có bị dị ứng. Hình như cũng có nhiều người bị. Đào á thì chưa có bao giờ bị dị ứng, nhưng mà cái đó mình trồng mấy cái cây này á, khi mà nó có trái á thì mình cũng phải cẩn thận, cái lúc mà mình ăn á, không thôi mình bị dị ứng, cần phải đi vô bệnh viện á, cấp cứu nha. Thì cái đó đã không biết cái bên Việt Nam có phải là tại vì cái cây của nó hay là cái loại trái đó. Tại vì cái này Đào nói trong cái video hồi đó là nó có hình như 2 3 loại, nó có loại bự tròn nó giống như trái hồng vậy đó, rồi nó có cái trái nó hơi hơi dài xuống một chút, rồi nó có cái loại thì nó cũng hơi tròn mà nó nhỏ chứ không phải nó bự. Thì Đào biết ở trong cái vườn của Đào á thì nó có khoảng chừng như 3 4 loại vậy. Thật sự thì Đào nghĩ cái nếu mà mình trồng cái cây này thì nó cũng lạ thôi. Giống như là hồng mềm vậy đó. Ăn nó cũng ok, cũng ngon, đồng thời thì cũng ngon khi mà nó chín đó, nhưng mà ăn nhiều quá nó ngán. Thì Đào nghĩ chắc người ta nếu mà mình trồng cái này mà mình muốn bán đó, cũng thời gian, thì lúc mới đầu thì chắc nó người ta thấy cũng lạ, người ta ăn nhưng mà ăn thời gian thấy nó ngán nên người ta cũng không ăn nhiều đâu. Bởi vì mình trồng khoảng chừng 2 3 cây thôi là đủ rồi. Cái này Đào muốn nhắc lại là Đào trồng hơi nhiều ở đây, tại vì cái lúc nó mua cái nó cho mấy cái cây nhỏ nhỏ, mình mua một pack á, thì nó cho mình 6 cây hay là gì đó. Cái Đào thấy sao lạ quá, mình mua tới 2 3 pack vậy đó, bởi vì bây giờ có quá trời luôn. Thì bữa nay Đào chỉ đi vòng vòng trên cái miếng đất này. Cái này là chỉ có làm vườn ở nhà thôi chứ không phải là gia đình có Đào làm farm, nhưng mà ở đây người ta nói nếu mà mình có cái miếng đất bự thì cũng giống như là mình có cái farm vậy đó. Thì cái này cũng giống như là cái farm nhưng mà Đào không có buôn bán. Đồ lâu lâu cái nó có nhiều thì giống như mình bán trên Facebook Market chứ không phải là mình đi ra ngoài shop hay là gì đó mình bán họ nhiều. Còn ở đây là nguyên một cái hàng này á, là phai mỡ, phai ngọt. Cái này ba với mẹ Đào trồng cũng mấy tháng trời rồi. Hình như nghe nói chừng nào nó nguội xuống nó mới có củ, chứ bây giờ thì nó chưa có.
Cái này nó cũng dễ trồng, khi mà mình mua cái phơi mỡ, cái mình để nó, giống như mình không ăn nó, mình để cho nó lên mọng á, rồi mình trồng nó ra, chỉ vậy thôi. Còn cái nếu mà mình muốn trồng nhiều á thì cái vốn nó rất là nhiều. Còn cái này á, ba với mẹ đào trồng cũng khoảng chừng mấy năm trời rồi, bởi nó rất là, đào nghĩ nó rất là lời, khi mà mình trồng nó một củ thì nó ra mấy cây, rồi cái mấy năm sau á thì nó ra mấy cây nữa, mấy chục cây nữa. Rồi cái mình trồng nó hoài vậy đó, rồi từ từ biết rồi nó ra nhiều như vậy nè. Cái này là cái vườn ở bên đây. Okay. Mấy cái là blueberry, nhưng mà mùa này nó không có, năm nay nó không có được tốt gì mấy. Cái cây này đây là cái cây táo tàu. Thật sự là mình hái nó cũng được rồi đó, ăn cũng được nè, tại cái này thấy nhiều trái cũng ăn được rồi đó, nhưng mà trồng thì thấy ham, nhưng mà thật sự đào thì không có thích ăn nhiều, giống như là lâu mình ăn 2-3 trái vậy thôi. Ở trong đây thì nó có nhiều trái để cho mình bẻ chứ, khi mà đào trồng ở ngoài thì nó bị chim ăn hết trơn. Ở trên đây mấy con chim nó cũng khoái, nó ăn hết luôn á. Nếu mà mình để nó, khi mà cái táo tàu á, ok, ở ngoài shop á thì mình thấy nó bán cái loại táo tàu cỡ như gì nè, nó hơi vàng chút xíu như vậy, phải không? Nếu mà mình mà có thể mà cái trái táo tàu này á, mà nó chín nguyên nguyên dạng như vậy nè, mà nó vàng hết nguyên cái trái này á, mà nó còn nó không có bị héo á, cái là nó ăn là ngon nhất. Còn nếu mà nó có hơi vàng vàng vậy, nó ăn không có ngon gì mấy nữa. Em như đào thấy họ bán ngoài shop cỡ này nè. Nếu mà phải nó vàng nhiều như vậy nè, ăn nó mới ngon. Còn mình để nó quá thì nó khô hết trơn rồi. Nếu mà mình để nó khô thì mình ăn, ăn nó cũng được nữa. Nhưng mà nó giống như là cái kiểu mà ăn táo tàu mà khô á, để héo á, cũng không có ngon gì mấy. Hay là mình để nấu nó cũng được. Hai cái cây này mình trồng nó thì nó ra trái, trồng nó ra trái thì rất là nhiều, nhưng mà mình đào nghĩ trồng cũng 2-3 năm riết ăn cũng ngán á. Cái gì riết ăn cũng ngán hết á. Như nguyên cái trái giống như nó vàng hết trơn nè, không phải nó đừng có héo thì ăn nó ngon. Không, giờ đào quay với cái cây nữa, thấy thì nó sai mà nó nhiều trái thấy đã đời luôn, nhưng mà khi mà mình không có đào, không có đi lên đây nhiều, với lại gia đình không có ăn nhiều nữa, cái nhầm khi cũng làm biến. Làm biến đi hái cho người ta, nếu mà có, với lại gia đình đào cũng không có bạn nhiều nữa, nghe nói thấy hơi cô đơn quá ha. Tại vì mình quen nhiều người bạn mình không có đi chung một lối, không phải đi chung một lối suy nghĩ gì, nhưng mà thấy cũng hơi bon chen á, tối ngày đi nhậu hoài hay là uống đi
party hay là gì đó, thì cái đời sống đó nếu mà không có hợp với mình đó, thì mình không có đi theo chơi với mấy người bạn đó. Thì nếu ai mà đi trên cái con đường mà muốn tu sửa thì thường thường gì mà hay lẻ loi chút xíu. Mấy cái này cây tù lù, ý là cây này là cây cái lá cà ri á. Cái này á, mà mình muốn giống như là xào cơm chiên á, là mình để mấy cái lá này vô, với mình để cái curry powder thì mình vô xào lên ăn cũng ngon. Ok. Đào nghĩ là trồng cái cây chùm ngay là tốt nhất. Mình có thể nó rất là tốt cho mình với cơ thể, với lại nó có nhiều chất bổ nữa. Mỗi một nhà mà trồng có đất mà trồng chỉ một cây chùm ngay thôi là đủ rồi. Mình có thể nấu cơm nó mình xào, không phải nấu cơm nấu canh đó, ăn chung với cơm, hay là mình xào nó lên ăn cũng rất là ngon. Còn nếu mà mình có cái hướng giống như là mình muốn để chi phơi cho nó khô á, rồi mình xay nó đó cũng được nữa. Bây giờ cái mùa này là mùa chùm ngay nè, nó ra trái quá trời. Mình để cho nó già thì mình lấy cái hộp nữa. Đó. Cái này là cái này thì gãi ngò đại nè. Ở đây á, là cái cây này là bưởi năm gôi ở Việt Nam á. Không phải là Việt Nam nhưng mà cái giống nó giống như Việt Nam. Cái này là nó có trái lần đầu tiên á. Còn cái cây bưởi kia của Đào á, thì nó cũng có trái nữa. Nhưng mà cái đó thì là bưởi của Tây chứ không phải là bưởi năm gôi. Ok. Vậy Đào đi tới nữa hả? Cái này là trái hồng. Này là hồng giòn. Cái này chắc cũng gần sắp sửa chín rồi đó, hái được rồi đó. Cái cây nó có chút téo mà có trái quá trời, nó dễ bị cháy nhưng mà mình không che nó lại, nó không có được, nó không có phát triển á. Cây nhãn này nó còn rất là nhỏ, bị trái nó không có nhiều nữa. Mỗi năm nó có phân dựng bao nhiêu đấy thôi nè. Chắc là nghĩ cũng từ từ thôi ha. Từ nó sẽ ra. Ok, ở đây thì cây sơi. Cái này nó cây còn sống hả? Trồng trong đây nếu mà nó không có ong nhiều á thì nó cũng ít có trái. Ok, Đào sẽ đi qua cái nhà mát khác. Ok, trước khi Đào đi thì Đào đi ghé ngang qua bên cái phía bên này. Cái cây này là cũng là táo Đào. Thì trong những mấy cái video của Đào quay thì nó có nhiều nhiều loại táo Đào Đào trồng á, không để nó ngoài là mấy cái con chim nó ăn hết trơn, nó rụng quá trời. Nhưng mà đâu nghĩ thật sự cỡ này thì mình ăn nó cũng được rồi, chứ không có cần nó vàng quá. Cũng tùy ha. Nhiều người thích ăn nó hơi vàng giống như đời vậy đó, nhưng mà mình để nó vàng quá cái nó bị mấy con chim nó ăn chừng. Cái này nó có cái đặc biệt cái táo bào á, giống như là mấy cái trái mà mình nấu ăn á,
Cái cây nó sai quá trời sai luôn. Đây, khi mà mình có cái chỗ mà mình trồng đồ á, mình cũng phải cần lên mình chăm sóc nó. Tại vì hiện giờ thì như như cái chỗ này ở cũng tạm được thôi, nhưng mà nó không phải là cái nhà. Tại vì gia đình của Đào ít lên trên này ở lắm. Cái loại này là loại khác. Ăn nó cũng giống giống nhau. Cái mì nó khác, nó chỉ là cái giống như cái shape của nó đó, như cái này nè. Nó chỉ khác một chút thôi. Mấy cái trái tròn tròn đó thì ăn cũng ngon. Thì mấy trái hơi dài dài gì nó mà cũng ok. Ở đây trồng mấy cái cây giùm ngay này ở ngoài. Hồi đó ba mẹ có đào mua xài á, giống như khoảng chừng 2-3 triệu đồng một cây nhỏ, trồng cũng khoảng chừng mấy năm trời rồi. Nhờ nó cũng có trái. Nhưng mà tại vì cái mùa nóng rồi á, nó quá trời nóng á, bởi vì cái trái năm nay nó không có nhiều, nên trồng đi vòng vòng rồi mấy cây á, thì nó có chỉ có 1-2-3 trái à. Nhưng mà quýt á, với cam á, thì nó có rất là nhiều. Hồi năm rồi á, quá trời, giống như đào ở trên đây nó có quá trời quýt với cam á, đào đăng trên Facebook á, cho free á, cũng có nhiều người lại xin. Cũng lấy chứ không phải xin, người ta cũng lại người ta lấy. Đây, trái xoài này ở đây. Cây này nó chỉ có 2 trái à. Còn cái mía này á, nó quá trời cũ rồi, phải trồng lại. Thì khi mà mía nó già quá, nó cứng ngắt rồi. Hình như cái này là quýt. Quýt này nó cũng rất là ngọt. Khi mà nó vàng cái cây nó rất là đẹp nữa. Nội trong mấy cái cây xoài thấy cái cây này là có nhiều nhất nè. Trái nó cũng bự mà đẹp nữa. Rồi cái cây này có trái chút xíu à. Trong đó. Mình biết mình người Việt Nam, mình trồng giống như mít nữa, mít hả? mướp với lại hủ qua. Hồi năm rồi trên cái vàng này ba cái mẹ đã trồng bầu á, nó quá trời bự luôn, ăn không hết, cái nó già ấy là già luôn. Đây chùm ngay, phải nên trồng chùm ngay gì nhiều á, nó rất là tốt. Ở Việt Nam cô có đào cũng trồng trồng chùm ngay á, đi làm thuốc cho người ta. À,
Hồi đó thì ở trên cái miếng đồi đó đó, ba mẹ đào thờ trên chảnh, nhưng mà giờ dời xuống như này thì hơi xa để thờ Phật đồ. Cái này là cái loại chuối khác. Mình ngó bên kia mấy cây chùm ngay bên đó nữa đó. Từ đó đi ra ngoài lộn chút xíu ha. Thì ở bên mấy bên cái đường bên kia là cái avocado farm, là nguyên cái vườn mà trồng bơ á. Cái ông bên đó ông cũng rất là tốt. Ba mẹ gia đình của Đào cũng biết ổng mấy năm nay rồi. Ông trồng đồ ông cũng cho bên đây, bởi vì mình không không có cần trồng bơ gì mấy nữa. Ở đây là cái cây trứng cá, nó trồng nó chết hoài à, nó không có hợp với cái thời tiết ở đây á, với lại mình bỏ nó một mình cũng không được nữa. Thì cái chỗ này á là cái ông thổ địa, ok. Cái này mấy cây này là mặn gừng nè. Nhìn nó có trái à, cái này ăn chung với muối tiêu ngon, ê quên muối ớt chứ. Mấy người Út Đen á, họ ăn cái này nè. Cái cây này là cái cây Brazilian berry, nhưng mà thấy nó còn không có tốt gì mấy em. Cái trái seri của mình đó ăn ngon hơn. Ở đây thêm cây chùm ngay nữa. Nếu mà Đào có cơ hội á thì trồng chùm ngay cho nó nhiều á, tại vì cái cây này là mình ăn giống như là thuốc vậy đó, thuốc cho cái cơ thể của mình. Cái này là olives, olive á. Olive này á, thì cái gốc của cái olive á, nó có cái chất giống như là nitrogen á, giống như là cái phân phân gà, cất gà á. Thì cái gốc nó rất là tốt, nhưng mà trồng á thì cho nó cản gió với cho nó làm cho cái đất này nó có nhiều nitrogen vậy. Chứ thật sự tại vì Đào cũng không có ăn olive gì mấy. Đi qua bên đây á, bên đây là cái vườn chanh với cái chanh với lime, chanh 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 xanh với chanh vàng. Nếu ai mà không có biết cái đất của Úc này nè, cái mùa nóng á, nên mình đi mình phải cẩn thận, tại vì nó có nhiều rắn độc dữ lắm. Bởi vì mình đừng có ý y á, mình đi mình cũng phải coi coi mình đi chỗ nào. Mình mà lỡ bị cái con King Brown mà nó cắn mình cái là thôi, là mình đi
và có thể mình chết á. À, nếu mình không vô bệnh viện á, à, mau á. À, cái mùa này á là cái mùa măng, bởi vì măng rất là nhiều, à, nhưng mà cái đó thì nó cũng hơi già ha, cái này thì ăn được. Thường thường có ba với mẹ đào thì lên đây rồi cắt mấy cây măng này xuống ăn. À, cái bụi này là có hai cây măng là ăn, hai ba cây măng là ăn được đó. Thật sự đào cũng thích ăn măng lắm. À, ăn mấy cái măng mà nó tươi vậy nó ngon. Ở trong hộp thì nó có cái mùi preservative á, thì nó không có được ngon vậy mấy. Giờ nó cũng hơi chiều á thì nó mát một chút xíu. Đi dài dài xuống đây chơi. À, nhưng mà thật sự thì đó đào mua cái miếng đất này chỉ có muốn như sống một cái cuộc sống tâm linh á. Mình lên đây mình xa ở dưới city á thì mình không có bị người ta giống như người ta phá mình hay là gì đó, nó hơi xa cách một chút xíu á, cho nó yên tĩnh hơn. Thì đào mới mua cái miếng đất này, chứ hồi đó thì cũng không có dự định là mình sẽ ở trên farm. Tại mình ở một mình nó cũng không được tốt gì mấy. Hồi đó lúc mà đào mới mua cái miếng đất này á, giống như là ở trên kia trên đó đó, không có ai ở trên hết á. Chỉ có mới khoảng chừng 4-5 năm nay thôi là có người lại đây ở, thì nó thấy nó bớt vắng hơn, chứ hồi đó ít có người lắm. Giờ thì có người thì nó vui chút xíu, nhưng mà dù người ta có ở đi nữa, nó cũng người ta cũng rất là xa với mình. Đâu nghĩ cỡ khoảng chừng mấy tháng sau á mà cái này là bắp Việt Nam. Cả mấy tháng sau mà đào có thể cắt được cái nhà ở trên đây rồi đó, thì đào sẽ về đây ở nhiều một chút xíu, chứ hiện giờ thì không có ở thường xuyên. Mấy cái cây này đào trồng nó kêu là Tipuana, nó ra mấy cái bông đẹp lắm. Nó cũng giống như cây đẹp nhưng mà nó không phải, nó ra bông màu vàng. Trồng nó dễ trồng, với lại cái rễ của nó cho cái chất mà nitrogen á, nó fix cái soil của mình. Nếu mà mình có thời gian mà mình cắt mình thảy xuống mà nó làm cho nó thành phân á, thì cái chất này chất trình đó nó trở lại dưới đất thì nó sẽ trồng cây nó tốt hơn. Lần đầu đứng ở đây là cái cây cà rem, ice cream bean tree. Chỉ có mới 2-3 năm nay thôi là nó có trái nè, ăn giống như là bông đòn vậy đó. Cái này nó cũng giống như cái cây nãy đã nói. Nó cũng cho cái chất nitrogen vô trong cái đất trở lại, nếu mà mình làm mulch nó. Ok, cái cây này là cái cây bưởi khác. Cái này không phải là bưởi năm gòi, nhưng mà
Chồng nó mình thấy nó cũng dễ thương ha. Đây mấy cái bơ. Ok, ở trong đây là cái nhà nóng, cái không phải là nhà nóng, cái này là nhà mát thứ hai. Thì ở trong đây, ở bên đây là ba mẹ đào trồng đồ trong đây nhiều nhất, trong đây là bưởi với mãng cầu. Mãng cầu năm nay nó có quá trời trái luôn. Nó sẽ quay gần chút xíu cho các bạn coi ha. Cái này là đào không có chấm nữa nha, mình không có cấy phấn nữa hay là gì đó, pollination á. Thì giống như là cho những người mà trồng cái cây của họ mà thấy lâu năm mà nó không có trái á thì mình còn chấm phấn, chứ thường thường mấy cái cây này cũng không cần. Khi mà mình chấm nó nhiều quá thì nó ra hột rất là nhiều, tại vì cái mấy cái phấn đó mọi mình đâu có đếm được đâu. Thì nếu mà nó natural thì nó tốt hơn, với lại nó ra đủ trái cho cái cây thôi. Còn nếu mà mình chấm nó nhiều quá, cái nó có nhiều á, nó cũng mệt cho cái cây, với lại cái trái nó ra, nó cái quality của nó cũng không có được tốt nữa. Và mỗi một cây thì có mấy chục cái luôn, mấy mấy chục trái luôn. Khi mà nó qua mùa đó cái mình cắt, mình tỉa nó xuống lại cho nó thấp xuống như vậy cho nó ra nhánh nhiều thêm. Không biết có thấy không, nhưng mà cái nhánh này nó quá trời luôn á. Maybe nó đào đi qua mấy bên đây, cái bên ngó vô thấy cái cây này khoảng chừng 1 mét mấy à, gần 2 mét thôi mà nó có trái nè, dài xuống như đó luôn, quá trời. Thường thường Đào đi thì Đào có thể dở mấy cái nhánh này cho coi, nhưng mà tại Đào bữa nay mới chích thuốc ngừa hôm qua thì cái tay của mình nó rất là mỏi. Với lại trong người của mình giống như là mình chích cái vaccine đó, nó có không có được khỏe trong người chút xíu, tại vì cái cơ thể của mình nó đang giống như nó đang đánh lộn với cái vaccine đó, để cho nó cho mình cái immunity á, không biết nói mấy cái chữ đó, tiếng Việt là gì. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Đạo thì chích cái đó là nó làm cho mình nó cũng nhức cái bên cái tay mình chích. Rồi với lại nhức mỏi trong mấy cái khớp của mình á. Trong cái 24 tiếng đồng hồ cho tới 24 tiếng, 48 tiếng thì nó như vậy á, thì nó sẽ hết thôi. Thì có dịp á mà mình được chích thuốc ngừa thì mình nên chích. Còn nếu mình ở bên Úc á thì chích thuốc ngừa thì nó free. Nó không có tốn tiền nhé, chính phủ thì rất là tốt. Rồi mấy cái này, nếu mà Đào phải chọn là ở bên Úc hay là ở bên Mỹ thì Đào sẽ ở, Đào chọn ở Úc này, tại vì cuộc sống này nó rất là yên tĩnh ở đây.
cái đời sống nó cũng giống như là cái living standard nó cũng cao á. Hôm nay cái số lượng giống như cái người nghèo với người giàu á thì nó cũng không có cách xa gì. Với lại nếu mà mình chịu đi làm á thì lúc nào mình cũng có cơ hội để mà mình có cái cuộc sống tốt. Nhưng mà có một cái ở đây là nếu mà mình muốn làm giàu to thì cũng hơi khó, tại vì đào đi cái con đường này ha, đào thích đi con đường này nữa. Tại ba cái đào với mẹ cái đào trồng nguyên cái vườn khoai ngọt bên đây nữa, với bên bên kia nữa. Đi đây mình tưởng tượng mình đi ở trong cái mới là của mình. Ok. Cái cuộc sống ở đây nó rất là tốt. Nếu mà mình ở Úc này trả tiền thuế rất là nhiều, bởi vì khi mà mình đi làm mà cái số tiền của mình, cái mức độ giống như là 18.000 trở lên á thì mình không cả, trở xuống thì mình không cần trả thuế. Đừng có khói đào nha, tại vì cái này chỉ nhớ thôi chứ không phải là chắc chắn là như vậy. Cái này là gì quá nè, là dưa gì. Rồi xong cái mỗi cái số tiền mà mình lên mình trả thế nhiều hơn. Còn nếu mà mình hình như mình làm hơn 80.000 hay là 90.000 vậy đã cũng quên rồi, thì mình trả mấy chục ngàn thế đó, rồi mình trả khoảng chừng 45% thế nữa cho những một đồng mình ên á, mình lấy ra lại. Bởi vì cái tiền thuế ở đây nó rất là nhiều, bởi vì nếu mà mình muốn làm giàu thì mình ở bên đất nước Mỹ hay gì đó thì mình trả tiền ít thế. Còn ở đây thì mình trả thế hay nhiều, bởi vì cái đó là không tốt. Nhưng mà cái đời sống trung bình ở đây nó khác Mỹ, rằng là nếu mà mình muốn đi vô bệnh viện hay là gì đó, ở đây người ta kêu là universal healthcare, là ai cũng có thể đi vô bệnh viện, là được khám bệnh, là nó trả tiền, nó không cần trả tiền gì hết. Nhầm chỗ thì bác sĩ gia đình thì người ta cũng bốc bill thì cũng không trả tiền. Khi nào mà cái này mà nó già rồi đó, mà đào lên nó thấy cũ á, thì sẽ đào sẽ làm cái video đó, coi coi mình được mấy ký. Đào cũng nói là cái system healthcare system bên đây á, nó rất là tốt, universal healthcare. Nếu mà mình ở tiểu bang giống như hình như là Brisbane, Queensland á, mình ở Queensland hay Tasmania, thì mình mà có kêu xe cấp cứu á thì cái state government nó sẽ trả tiền cho cái đó, mình khỏi cần trả tiền. Còn mình ở mấy cái tiểu bang khác á mà mình kêu xe cấp cứu á thì mình phải trả tiền. Cũng tùy ha. Nếu ở bên Perth này là khoảng chừng 900 mấy á, mỗi một cái phone call á, thà là mình mua cái health insurance á, như bảo hiểm cho sức khỏe, thì nó cũng có nhiều lắm. Thì mình có thể mua giống như là cho cái ambulance không, thì trong một năm á mình mua ambulance service không á thì 60 mấy đồng một năm. Thì mình muốn xài cái ambulance á, mình kêu họ bao nhiêu lần cũng được hết á, không có cần trả tiền. Mà nếu mà mình không có cái trả cái số tiền nữa đó, mà cái lúc mà mình cần á là cỡ 900 mấy. Bởi nếu mà mình sống mấy cái tiểu bang mà mình bắt buộc phải trả tiền á, thì mình nên mua cái health insurance. Giống như là tùy theo cái mức độ của mình. Mình muốn mua giống như là cho mấy cái
mấy cái gen mấy cái services á, cho giống như là bên ung thư, bên mổ xẻ hay là gì á, hay là cho khám gan, hay là coi mắt, hay là coi về massage hay gì đó. Thì mỗi một cái số tiền đó thì tùy theo mình muốn mua cái gì thì mình trả tiền theo cái số tiền đó. Còn thì cái người mà không thôi thì mình cũng không cần nữa. Thì ở đây nó có cái Medicare, cái Medicare là cái system á, để cho giống như là cái người chính phủ người ta đưa cái số tiền đó là cho dân Úc ở đây á, khi mà mình có ở bên cái bệnh hay là gì đó, mình có thể mình vô bệnh viện trả, không cần trả tiền. Còn giống như là mình muốn cần người ta mổ liền á, mà mình không muốn chờ đợi á, thì mình nên mua cái private insurance, private health insurance. Thì cái giá tiền đó khoảng chừng 4-5 ngàn, cũng tùy, 2-3 ngàn gì đó, 2-3 ngàn tới 4-5 ngàn gì đó. Thì mỗi một cái đó nó cover khác nhau. Còn nếu mà mình đi làm mà cái số tiền mà mình nhiều á, mà mình không có trả mình không có lấy ra mua cái health insurance á, thì khi mà cuối năm khai thuế á, thì nó bắt mình trả cái tiền Medicare levy là cũng phải chừng 2,000 mấy 3,000 ấy. Cũng tùy theo cái mức lương của mình trong nguyên một năm á. Mình biết mình là người lớn á, là mình khi mà mình có thể mình nói chuyện về đâu trả tiền thuế á. Cái đó nói chơi, nó dẫn chơi á. Mùa này là mấy cái hẹ nó lên bông hết trơn à. Ăn bông hẹ nó rất là ngon, nó rất là ngọt. Cái rau này nấu canh chua chỉ nó giống như bị bệnh mà cho phổi rồi đó, rất là tốt. Như đây là mình trồng thêm hũ qua này, nó có hai loại. Cái loại này nó rất là đắng nè, còn cái loại này thì nó không có đắng gì mấy. Nếu mà mình ăn mà mình muốn cho giống như giảm lượng đường trong máu, hay là mình giảm cao máu á, thì mình nên ăn hũ qua này. Với lại mình có mỡ ở trong mỡ trong gan nhiều á, mình cũng nên ăn hũ qua cho nó giảm cái số lượng mỡ đó. Rồi tới đây là cũng là cái cuối cùng ha. Đào chỉ có đi một vòng chơi thôi. Mình đi đâu cái mình thấy nhà Việt Nam là người ta trồng quá trời đồ luôn. Mà cho mình nhớ về quê. Quê hương của bên cha mẹ của Đào là ở Cần Thơ, ở Bình Minh. Bình Minh, Tân Quế. Chừng nào mà có dịp thì đi về Việt Nam chơi nữa. Mấy cái bích này là definitely nó không có trái rồi nè. Tại nó còn nhỏ quá. Rồi chị hái này bỏ bớt thôi.
chừng nào nó có trái nhiều quá mình ăn đã đời luôn ha. Okay. Okay, ở đây là cái chỗ cái nhà của Đào, cái nhà thờ hiện giờ nó không có sang trọng gì. Nhưng mà cái tên của cái chỗ này nó kêu là Cốc Niên Giác. Cái này là cái khoảng chừng hình như 5-6 năm hồi đó đó, lúc mà Đào mới mua cái miếng đất này nè. À, chị của Đào với mẹ của Đào nằm mơ có cái ông sư đó, ông cho cái tên này. Thì bởi vì sau này đặt cái tên Cốc Niên Giác. Thì ở bên đây thì cái hình cái cross với cái heart đó, là tại vì Đào thích Ngô Tấn Kiệt á. Cái cách cái chú Ngô Tấn Kiệt nói chuyện á, với cách dạy cho mình tu á, thì Đào vẽ cái đó vô. Cái này là tự Đào vẽ nhưng mà nó không được đẹp gì mấy. Ồ, tự nhiên đi cầm cái dao. Vậy sau này cái chỗ này cũng là cái chỗ chỗ thờ thôi. Bữa nay Đào tính xong ha, xong cho nó khỏe người lại, tại vì thấy nó không được khỏe cho người. Thì mình đi lấy lá xài, quên, lá xả, lá ổi, lá chanh, chanh hay bưởi gì cũng được. Rau tằng mình lấy nó cũng được, rau tằng chanh đó vậy đó. Với lại mấy cái bông rồi đó. Nếu mà mình mà có gelatin wax á, mình để cho nó cũng rất là thơm. Thì khi mà mình xong á, nó thấy trong người nó thoải mái lại, tại vì xong nó lên á thì cho cái thân người của mình nó nóng lên á. Nó nóng thì máu của mình nó hoạt động nó điều hòa, thì nó làm cho mình khỏe lại. Bị đào lâu lâu cũng phải xong. Cái cây này rất là già. Vì nhiều khi cái mình không có để ý nó, thời gian cái nó không có chăm sóc nó, nhiều khi mình cũng phải trồng lại á. Mình á, xả này mà mình muốn trồng nó lại á, cái mình cắt ngay chỗ cái đít này nè, cắt ngay chỗ này, cái mình để vô trong nước hay là mình để vô trong cái potting mix gì đó, là khoảng chừng thời gian là nó ra mấy cái xả mới à. Nó cũng già quá hả? Nó già quá nó cũng nó đỏ rồi nè. Mấy cây này để đó, cái nữa nó mọc trở lại. Thank you.
Ok. Rồi, như đó chắc cũng đủ xây được mía rồi. Ok các bạn, cái đó là kết thúc cái video của Đào bữa nay. Chỉ đi vòng vòng cái miếng đất này chơi thôi. Hẹn các bạn lại clip video clip sau. Bye bye.